Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của Sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 11 tháng 8 2023, chúng tôi xin gửi tới các bạn chủ đề liên quan tới bán hàng online qua sàn thương mại điện tử. Khai thuế khi bán hàng online qua sàn tại nước ngoài. Chính sách và việc kê khai thuế khi bán hàng online qua sàn tại nước ngoài cùng các trích dẫn liên quan để công ty cân nhắc áp dụng phù hợp nhất với tình hình thực tế. Tình huống: công ty bán hàng trên sàn thương mại điện tử ở Mỹ thì có phải xuất hóa đơn điện tử không? Kê khai và tính thuế như thế nào? Chương trình được sản xuất và cung cấp bởi Sàn Kế Toán, ứng dụng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam chuyên sâu về kế toán. Để theo dõi các tình huống tiếp theo, nhanh tay tải app Sàn Kế Toán tại CH Play hoặc Apple Store để trở thành thính giả đầu tiên. Theo quan điểm của chúng tôi, trường hợp công ty có hoạt động bán hàng tại nước ngoài, trên các sàn giao dịch thương mại điện tử của nước ngoài, thì có bản chất tương tự với giao dịch bán hàng mà điểm giao nhận nằm ngoài Việt Nam. Nên, về hóa đơn và thuế giá trị gia tăng, công ty không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng ở nước ngoài. Trường hợp công ty có phát sinh hoạt động bán hàng chịu thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam, thì phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng. 2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập từ bán hàng ngoài Việt Nam là thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty có trách nhiệm kê khai nộp thuế đối với doanh thu nhận được từ việc bán hàng tại nước ngoài. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà công ty được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Đối với các khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, công ty được tính và chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, theo Điều 4, Thông tư 96/TT-BTC. Về chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại, công ty thực hiện theo quy định tại mục 1 chương 2 Nghị định 52/2013/NĐ-CP. Về hóa đơn, chứng từ bằng tiếng nước ngoài, công ty thực hiện dịch ra tiếng Việt theo quy định. 3. Thuế nhà thầu. Trường hợp nhà thầu nước ngoài Amazon, Shopify, Facebook và Google cung cấp các dịch vụ quảng cáo tiếp thị trên Internet thì công ty có trách nhiệm kê khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. 4. Về việc đăng ký website bán hàng, lưu ý tham khảo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 1/1/2022 hoặc liên hệ với Bộ Sở Công Thương để được hướng dẫn và giải đáp. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu hóa đơn khi bán hàng qua sàn thương mại điện tử, ví dụ Shopee, Lazada. Tóm tắt một số quy định về cách viết hóa đơn và thực hiện nghĩa vụ thuế khi bán hàng qua Shopee, Lazada hoặc các sàn thương mại điện tử khác. Câu hỏi 1. Công ty bán hàng qua trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki. Theo định kỳ, các công ty quản lý sàn thương mại này sẽ chuyển khoản thanh toán những đơn hàng đã giao thành công tới khách hàng vào tài khoản công ty. Số tiền được chuyển khoản là giá bán niêm yết của công ty trên sàn, sau khi trừ đi phí quản lý phải trả cho sàn thương mại điện tử. Vậy cách viết hóa đơn như thế nào? Việc bán hàng online qua các sàn thương mại như Tiki, Lazada, Shopee khác về cơ chế vận hành. Theo đó, thực tế thì các sàn thương mại điện tử chỉ có các chức năng như môi giới, cho thuê gian hàng, thu tiền phí vận chuyển, mà không phải là người trực tiếp bán hàng, và người mua hàng trực tiếp là khách hàng tiêu dùng. Do đó, khi xuất hóa đơn nhận tiền cần lưu ý. Giá trị xuất hóa đơn là giá trị đơn hàng niêm yết, chưa trừ phí phải trả cho sàn thương mại điện tử. Thông tin người mua là khách hàng tiêu dùng cuối cùng, chứ không phải thông tin của công ty quản lý sàn thương mại điện tử. Những hóa đơn vẫn khai thuế đầy đủ, tương tự các giao dịch bán hàng thông thường. Câu hỏi 2. Lưu ý về thời điểm xuất hóa đơn, thực trạng các sàn khác đang xuất hóa đơn phí dịch vụ như thế nào nếu chốt phí dịch vụ theo tháng? Để ngày lập hóa đơn là ngày cuối tháng và ngày ký sau ngày lập, do số liệu phí dịch vụ phải đối soát với các bên khách hàng tham gia trên sàn nên không chốt được ngay tại thời điểm lập hóa đơn. Về nguyên tắc, một số loại hình đặc thù sẽ được lập hóa đơn vào thời điểm sau khi kết thúc tháng, khoảng một số ngày nhất định theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, sàn thương mại điện tử hiện nay chưa nằm trong nhóm các loại hình này, nên công ty có thể cân nhắc gửi để nhận được công văn đặc thù cho phép xuất hóa đơn không quá 10 ngày đầu tháng sau. Tương tự trường hợp của Agribank xin được Tổng cục Thuế công văn hướng dẫn
Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát dữ liệu giữa ngân hàng và các bên thứ ba có liên quan, tổ chức thanh toán, tổ chức thẻ quốc tế. Thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên, nhưng chậm nhất không quá 10 ngày của tháng sau tháng phát sinh. Về vấn đề áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, doanh nghiệp bán hàng trên các sàn thương mại điện tử không bán trực tiếp tại cửa hàng, có thể phải sử dụng hóa đơn từ máy tính tiền theo nhóm giao dịch hoạt động bán lẻ hàng tiêu dùng, trích công văn 406/TCT-DNCN, triển khai luật quản lý thuế 2019, nghị định số 123/2020/NĐ-CP và thông tư số 78/2021/TT-BTC. Từ ngày 1/7/2022, hóa đơn điện tử đã được triển khai trên toàn quốc đối với toàn bộ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Theo đó, 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng, trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác đã sử dụng hóa đơn điện tử. Gợi ý cách hạch toán tương tự việc bán hàng qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Khi xuất hàng giao cho bên vận chuyển hoặc công ty quản lý sàn thương mại điện tử, căn cứ vào phiếu xuất kho, nợ tài khoản 157 có tài khoản 156-155. Khi nhận được thông tin đơn hàng được chấp nhận, hạch toán doanh thu và giá vốn. Nợ tài khoản 131 có tài khoản 511, có tài khoản 33311, có tài khoản 632, có tài khoản 157. Khi nhận được hóa đơn hoa hồng chi phí vận chuyển của sàn thương mại điện tử, nợ tài khoản 641, nợ tài khoản 133, có tài khoản 131. Khi nhận được tiền do sàn thương mại chuyển đến, nợ tài khoản 112, có tài khoản 131. Quy trình chung thường gặp, tạo gian hàng online và đăng sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử. Khách hàng tiêu dùng truy cập các sàn thương mại điện tử và đặt hàng. Đơn đặt hàng được chuyển thông tin tới gian hàng. Gian hàng đóng gói hàng giao đến kho của các sàn thương mại điện tử hoặc vận chuyển tới khách hàng. Phương thức thanh toán, người mua hàng sẽ thanh toán bằng tiền cho bên vận chuyển, code ship và công ty vận chuyển sẽ chuyển trả tiền hàng qua các sàn, hoặc khách hàng sẽ thanh toán bằng chuyển khoản các loại ví điện tử. Định kỳ các sàn thương mại điện tử sẽ chuyển tiền thanh toán của khách hàng cho gian hàng sau khi trừ các khoản hoa hồng, phí vận chuyển chi hộ. Nghị định 123/2020/NĐ-CP về bán hàng qua đại lý. Tổ chức kinh doanh kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở các địa phương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau, xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn chứng từ như sau. Sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau. Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý. Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định, giao cho người mua, đồng thời lập bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán, gọi chung là cơ sở giao hàng. Để cơ sở giao hàng lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng. Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh thu hàng hóa bán ra lớn, bảng kê có thể lập cho 5 ngày hoặc 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau, phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất. Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng, thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo hóa đơn giá trị gia tăng của cơ sở giao hàng xuất cho. Trường hợp các đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản đã đăng ký thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông lâm thủy sản để điều chuyển xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh, thì khi điều chuyển xuất bán
đơn vị phụ thuộc sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ với các bạn một số nội dung liên quan tới bán hàng online qua sàn thương mại điện tử tại Việt Nam và ở nước ngoài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của Sàn Kế Toán. Hẹn gặp lại các bạn ở những podcast tiếp theo. Sàn Kế Toán liên tục sản xuất các bài podcast về cách xử lý các tình huống kế toán hay gặp, được xây dựng bởi các kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm. Để nghe đầy đủ và nhận thông báo bài podcast mới nhất, mời bạn tải ứng dụng Sàn Kế Toán, tìm việc làm kế toán ở trên chợ ứng dụng CH Play đối với máy Android hoặc App Store đối với máy iPhone. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài podcast gần nhất trên ứng dụng Sàn Kế Toán, tìm việc làm kế toán.